Trần Tiểu Vy, đến từ Quảng Nam, năm nay tôi 18 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông và đang đăng ký vào trường Đại học Sunderland. Quan niệm của tôi về lòng nhân ái là điều tuyệt vời nhất trên thế giới mà bạn không thể nhìn thấy và chạm được, bạn sẽ phải cảm nhận chúng bằng trái tim. Là một trong những thí sinh trẻ nhất tại cuộc thi năm nay, top 3 người đẹp biển, top 5 người đẹp nhân ái. Việt Nam năm 2018 đã thuộc về thí sinh Trần Tiểu Vy mang số báo danh 138. Vâng, và một lần nữa chúng ta hãy cùng chúc mừng cho Trần Tiểu Vy đã đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Đó là những thành tích mà Trần Tiểu Vy đã xuất sắc đạt được trước khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. Sự lên ngôi của Hoa hậu Tiểu Vy được nhiều người dự đoán từ trước do những hoạt động nổi bật trong suốt cuộc thi. Đặc biệt là dự án Người đẹp nhân ái mang tên Những ước mơ nhỏ, câu chuyện về sự sẻ chia với những mảnh đời trong viện điều dưỡng của Tiểu Vy cũng như những người bạn trong nhóm dự án của mình đã lấy nước mắt của các giám khảo. Thí sinh của chúng ta không phải buộc phải trở thành hoặc làm một cái việc gì nó vượt tầm quy mô hay là kinh nghiệm của các em, nó không biến các em thành những chỉ huy dự án. Nó nhẹ nhàng chạm đến tim, và khi nó chạm được đến tim các em, chị rất cảm ơn Tiểu Vy. Bắt đầu từ những giấc mơ nhỏ, đó cũng là điều Tiểu Vy truyền tải qua câu trả lời của mình trong phần thi ứng xử. Các bạn hãy tin vào chính ước mơ của mình và hãy trau dồi kiến thức để có thể thành công, và chính những sự thành công ấy sẽ chính những sự thành công ấy thì các bạn sẽ có thể giúp được những người xung quanh và giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Chặng đường của Hậu Tiểu Vy mới chỉ bắt đầu. Với sức trẻ của mình, cô sẽ là đại diện của nhan sắc Việt Nam trong 2 năm tới.